chào quý vị. Dây chuyển động, một cấu phần quan trọng để kết nối và vận hành động cơ của một chiếc ô tô. Bộ phận này đang được tập đoàn Bosch sản xuất và cung ứng cho tất cả các hãng xe hơi trên toàn thế giới. Chỉ có Việt Nam và Hà Lan là hai quốc gia được Bosch đặt nhà máy để sản xuất. Một quá trình khép kín với khoảng 35 công đoạn khác nhau cho 3 quy trình chính để sản xuất ra những dây chuyển động này. Dù là sản phẩm có ghi xuất xứ Made in Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, nhưng 100% nguyên liệu, trang thiết bị máy móc là nhập khẩu. Thứ duy nhất mà người Việt Nam đóng góp trên sản phẩm này là sức lao động, công vận hành máy móc, nhưng không phải là những lao động đơn giản. Nhưng người lao động Việt cũng đang bị thiếu trong các chuỗi quy trình vận hành máy móc hiện đại, khắt khe của những doanh nghiệp FDI lớn như Bosch. Sau 12 năm có mặt, Bosch Việt Nam có khoảng 2.000 lao động. Trong đó, lao động là người Việt chiếm đến hơn 90%. Nhưng gần như tất cả các lao động trước khi bước chân vào làm việc tại Bosch đều chưa đạt chuẩn theo yêu cầu. Trong công việc thì chúng ta cần đòi hỏi nhiều hơn là những cái kỹ năng khoa học cơ bản đó, cũng như là những cái kỹ năng kỹ thuật chuyên môn và những cái kỹ năng mềm như là ngôn ngữ tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm chung. Bosch phát xuất chúng tôi hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cùng với hệ thống thiết bị đào tạo trong công nghiệp sản xuất sẽ giúp cho các bạn học viên trải nghiệm thực tiễn hệ thống toàn diện thay vì dùng các mô hình đào tạo mang tính chất khái niệm. Thiếu nhân lực trình độ cao, biết sử dụng máy móc trong chuỗi sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp FDI đã đành. Lao động Việt còn đang khuyết ở những vị trí khác, nhất là tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu. Ngành khuôn mẫu Việt Nam so với thế giới mới nằm ở mức thấp nhất, phụ thuộc chủ yếu công nghệ nước ngoài. Hầu hết mới chỉ gia công các sản phẩm ở cấp độ 3, 4. Những sản phẩm khuôn mẫu chỉ đang ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực thiết bị điện gia dụng, dệt may, da giày hay hàng tiêu dùng, bao bì. Nhưng nhóm lao động sản xuất lắp ráp khuôn mẫu hiện đang rất thiếu, trong khi nhu cầu của doanh nghiệp lúc nào cũng cao. Trong thời gian chờ một nguồn nhân lực được đào tạo bài bản từ các trường kỹ thuật, thì các doanh nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực này giờ đang phải loay hoay tự đào tạo nhân lực cho mình. Trước những đơn hàng mới từ Honda, Yamaha và Piaggio, doanh nghiệp này đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 20 công nhân kỹ thuật để sẵn sàng đứng máy, sản xuất các linh kiện dập cho khung sườn xe máy. Nhưng doanh nghiệp gặp phải vấn đề, tuyển kỹ sư thì dễ, mà tuyển công nhân kỹ thuật lại vô cùng khó. Hiện nay chúng tôi vẫn mong muốn đăng tuyển về công nhân kỹ thuật, nhưng mà cái số lượng hồ sơ để mình nhận vào những cái trường hợp ấy thì nó vẫn chỉ đáp ứng được khoảng tầm 20-30%. Không tuyển được công nhân kỹ thuật, doanh nghiệp đành tuyển lao động phổ thông chỉ cần tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. Nhưng như vậy, chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên vì phải đào tạo lại. Để tuyển lao động trong một công đoạn gồm 3 bước đơn giản: lấy linh kiện, đưa vào khuôn, bấm nút, ra thành phẩm như thế này cũng không hề dễ dàng. Thậm chí có tuyển xong đi chăng nữa thì vẫn mất cả tháng trời để đào tạo lại. Ban đầu thì có thể giao cho người ta những cái công việc đơn giản, những rất là thủ công. Trong sau đó dần dần sẽ nâng cao cho người ta và những cái công việc phức tạp hơn, khó hơn. Thiếu thợ là tình trạng chung của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, một phần theo các trường đào tạo. Đó là do đây không phải là ngành thu hút được giới trẻ, vì vất vả và thu nhập lại không cao. Ngoài ra, chi phí để mua máy móc cập nhật là rất lớn, nên rất cần một cơ chế phối hợp của ba bên. Nhà nước cần có chính sách để mà gắn kết giữa các doanh nghiệp khoa học công nghệ, giữa các doanh nghiệp phụ trợ và các trường đại học kỹ thuật để tạo ra một cái thị trường để chúng ta đẩy cái công nghệ phát triển lên thì mới phát triển được công nghiệp của đất nước. Những khuôn mẫu này, tỷ lệ nội địa đã là 80%, tức là ngoài nguyên liệu đầu vào là thép kỹ thuật phải nhập khẩu từ những người Việt Nam thực hiện. Nghĩa là năng lực sau đào tạo của lao động Việt cho ngành sản xuất khuôn mẫu là hoàn toàn có thể đáp ứng được. Năng lực có, nhu cầu nhân lực của ngành lại cao. Vấn đề vướng nhất chính là khâu đào tạo. Samsung đào tạo 200 chuyên gia ngành khuôn mẫu cho Việt Nam. Bosch cũng đang phối hợp với tỉnh Đồng Nai, mỗi năm đào tạo ra nhiều lao động theo chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp FDI rõ ràng đã nhìn thấy trước những nhu cầu rất lớn đối với nguồn lao động có trình độ kỹ thuật cả tầm cao và tầm trung tại Việt Nam. Họ đã không chờ và tự đào tạo nhân lực. Còn Việt Nam chúng ta, khi nào mới thực sự chủ động được lực lượng lao động cho mình và cho cả các FDI?